Cách đây vài ngày, Chiamaka Nnadozie trở thành người hùng của Nigeria khi cản phá thành công cú phạt đền của Kristin Simple. Nên nhớ rằng Simple là tượng đài của bóng đá thế giới. Với 190 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Canada, cô là người ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại ở cấp độ quốc tế cả nam lẫn nữ. Cristiano Ronaldo mới chỉ ghi 123 bàn. Tại đất nước Canada, Simple còn nổi tiếng hơn cả môn thể thao mà cô đang chơi. Vậy mà Nnadozie lại chặn đứng Simple trên chấm 11m với một pha đổ người đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Sự xuất sắc của cô giúp Nigeria có được trận hòa không bàn thắng trước nhà đương kim vô địch Olympic Canada, tiếp tục nuôi hy vọng vào vòng 1/8 World Cup lần thứ hai liên tiếp. Kỳ trước tại Pháp, Nnadozie cũng là một trong những nhân tố chính yếu làm nên thành công của Super Falcon, biệt danh dùng chung cả tuyển nam và nữ Nigeria. Khi ấy mới 18 tuổi, sau trận thắng Hàn Quốc 2-0, Nnadozie còn trở thành thủ môn trẻ nhất giữ sạch lưới tại một kỳ World Cup. Như mọi người khác trên đất nước Nigeria, Nnadozie yêu bóng đá. Vấn đề là cô lại là con gái. Cô thường bị đám con trai xua đuổi mỗi khi ngỏ ý muốn chơi cùng. Trở về nhà, các anh của Nnadozie cũng đá bóng, nhưng họ cũng cấm em gái tham gia. Cô chỉ được ngồi xem. Phải rất lâu sau, vì những lần thiếu người, cực chẳng đã họ mới cho phép Nnadozie vào sân. Dần dần Nnadozie được thể hiện khả năng của mình và trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất Nigeria. Không chỉ có tài năng và sự kiên nhẫn, cô còn đối mặt với những khó khăn do định kiến xã hội với việc cô là một cô gái đam mê bóng đá. Sự nỗ lực và tài năng của Chiamaka Nnadozie đã giúp cô vượt qua mọi rào cản và trở thành người hùng của đất nước Nigeria trong môn bóng đá. Bố và các anh trai kiên quyết cấm cửa Nnadozie. Họ muốn cô ở nhà, sau đó vào xưởng may giống đám con gái khác trong vùng. Duy nhất mẹ Nnadozie ủng hộ. Bà thường giấu bố cho con gái tiền để bắt xe tới lò đào tạo, đồng thời nói dối rằng cô đến nhà bác gái để học may vá. Đến một lúc, bố của Nnadozie cũng phát hiện ra. Ông chửi cô là đồ vô dụng, sau đó tống ra khỏi nhà một cách tàn nhẫn. Nnadozie chấp nhận việc đó. Cô cứ thế bước đi, quyết tâm theo đuổi đam mê tới cùng. Ban đầu Nnadozie chơi ở vị trí hậu vệ phải, rồi tiền đạo. Năm 12 tuổi cùng đội tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc, cô bé thủ môn lại bị ốm. Nnadozie nói với huấn luyện viên rằng cô có thể bắt gôn. Sau lần ấy huấn luyện viên nhìn thấy tố chất thực sự của Nnadozie, khuyên cô nên đổi sang làm thủ môn. Cô không chịu, ông đẩy luôn lên ghế dự bị. Phải mất một thời gian bạn bè khuyên nhủ, Nnadozie mới đồng ý. Thời gian ấy Nnadozie sống vạ vật ở ký túc. Hàng ngày ra sân tập luyện với cái bụng rỗng, đôi chân trần và bắt bằng tay không. Nhiều hôm đói quá, cô lang thang ra ngoài, ngửa tay xin người đi đường vài xu lẻ hoặc mẩu bánh. Nếu may mắn cô sẽ gặp được bố mẹ của bạn và họ dẫn vào quán cơm. Mẹ cũng thỉnh thoảng rú cho ít tiền, nhưng không quá thường xuyên bởi chịu sự giám sát hà khắc của ông bố. Tuy vậy, Nnadozie không nản lòng, cô tự hứa sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vào năm 20 tuổi. Nếu không thành, sẽ về nhà, cúi đầu xin lỗi bố và chấp nhận thất bại. Không ít lần Nnadozie khóc trên sân cỏ. Vì hạnh phúc và vì những gì đã trải qua. Viễn cảnh ấy không bao giờ xảy ra bởi Nnadozie thăng tiến quá nhanh. Cô ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ River Angel và ra mắt khi mới 16 tuổi. Nnadozie lên tuyển năm 18 tuổi, sau đó trở thành ngôi sao sáng giá trong môn bóng đá Nigeria và là người hùng của đất nước với những thành công đáng nể.